Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua. Thí sinh Long An bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước thành phố Hồ Chí Minh trong mùa mưa. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo tác hại nguy hiểm của rượu. Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 6, gần 16.000 thí sinh tại 36 điểm thi ở Long An tiếp tục ngày thi thứ 2, ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Buổi sáng thi bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, buổi chiều thi môn ngoại ngữ. Trong ngày thi thứ hai, mục tiêu đảm bảo cho một kỳ thi an toàn nghiêm túc tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Công tác đảm bảo an ninh trật tự vòng trong, vòng ngoài, lực lượng bảo vệ đề thi, bài thi tiếp tục được siết chặt. Hoạt động tình nguyện hỗ trợ, tiếp sức thí sinh vẫn được các lực lượng tình nguyện triển khai hiệu quả, giúp thí sinh giảm áp lực trong suốt thời gian dự thi. Vào 7 giờ 35 phút sáng nay, thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, hình thức trắc nghiệm với tổng thời gian 150 phút, mỗi môn 50 phút. Xin được chuyển sang thông tin khác, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024. Đầu năm đến nay, Công đoàn các khu công nghiệp đã vận động thành lập mới được 30 công đoàn cơ sở, phát triển mới trên 6.470 đoàn viên, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 688 công đoàn cơ sở với 137.590 đoàn viên, ký mới 10 thỏa ước lao động tập thể đạt trên 28,5%, ký lại 33 thỏa ước lao động tập thể đạt trên 18,1%. Bên cạnh đó, Công đoàn các khu công nghiệp tập trung vào các hoạt động chăm lo đời sống của người lao động như thăm tặng quà các dịp lễ Tết, tổ chức xe đưa rước, tổ chức tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Dịp này có nhiều tập thể cá nhân nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào, nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và khen thưởng của Công đoàn các khu công nghiệp vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Huệ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và sơ kết công tác hội phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, công tác hội và phong trào phụ nữ của huyện Đức Huệ đã đạt nhiều kết quả nổi bật với 3 trên 7 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết đề ra, còn lại 4 chỉ tiêu đạt 70% nghị quyết. Riêng đối với các chỉ tiêu nghị quyết hàng năm đều thực hiện đạt 100%. Dịp này, toàn huyện có 4 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích trong công tác hội và phong trào phụ nữ và 2 tập thể, 3 cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giữa nhiệm kỳ 2021-2026 được các cấp khen thưởng. Thực hiện đề án thí điểm hỗ trợ đầu tư đường giao thông trục ấp liên ấp trên địa bàn tỉnh Long An, Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên thống nhất hỗ trợ cho tỉnh 10.000 tấn xi măng trong 3 năm 2024, 2025 và 2026. Khối lượng xi măng do công ty hỗ trợ đợt 1 là 3.500 tấn, tỉnh Long An sẽ tiếp nhận và sử dụng khoảng 3.200 tấn xi măng, số còn lại là 220 tấn tỉnh sẽ bố trí phân bổ sau. Theo dự án, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% xi măng cấp trực tiếp cho 15 huyện thị xã thành phố đầu tư bê tông hóa 152 km đường trục ấp, đường liên ấp với chiều rộng mặt đường tối thiểu 4 m. Viettel Long An tổ chức trao giải thưởng cho các khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình đăng ký nhanh tay nhận ngay Vision. Từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 2024, Viettel Long An triển khai chương trình quay số trúng thưởng, đăng ký nhanh tay, nhận ngay Vision. Chương trình áp dụng cho khách hàng di động và cố định tại Long An. Sau 3 tháng triển khai quay số trúng thưởng, đăng ký nhanh tay, nhận ngay Vision, đã có hơn 170.000 khách hàng tham gia và nhận được mã quay số trúng thưởng của chương trình. Sau 2 đợt quay số, Viettel Long An đã tìm ra được 11 khách hàng may mắn nhất trúng các giải thưởng của chương trình. Ngày 27 tháng 6, Viettel Long An trao 11 giải thưởng đến các khách hàng, trong đó có 9 giải bà, mỗi giải là một máy điện thoại Samsung Galaxy A04, một giải nhì là một TV Samsung 65 inch và giải nhất là một xe Honda Vision phiên bản thể thao trị giá 39.500.000 đồng. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 28 tháng 6, kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2024 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao vai trò của gia đình đối với việc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, qua đó khẳng định được những chuẩn mực giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam luôn được giữ gìn và phát huy. đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ đại hội thể thao, môn cầu lông trong và ngoài tỉnh. Hai em Cao Gia Nghi và Cao Gia Hân trở thành niềm tự hào của gia đình. Được làm quen cầu lông từ nhỏ, hai chị em nhanh chóng yêu thích và nối tiếp đam mê từ cha mẹ. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, vợ chồng anh Cao Vĩnh Tuấn và chị Nguyễn Thị Thanh Thảo đều dành thời gian để cùng các con luyện tập cầu lông. Cha, mẹ giờ đây vừa trở thành người thầy hướng dẫn các em, vừa trở thành người bạn cùng tranh tài qua các trận đấu. Khoảng thời gian quý báu trên sân tập không chỉ giúp gia đình nhỏ này rèn luyện sức khỏe, mà còn là sợi dây gắn kết gia đình. Người chỉ em chơi là ba em chỉ em từ những cái nhỏ tới bây giờ, và em chỉ em cầm vợt, kiểu quýnh cầu và em đứng thải. Cầu lông giúp em nhanh nhẹn và nhẹ bén, giúp em có sức khỏe tốt để học tập và đoàn kết em với mọi người. Môn cầu lông này thì tôi đã tập luyện nó thường xuyên nay khoảng hơn 20 năm rồi, thì nó có cái gắn kết với gia đình rất lớn. Nhất là nó có cái sự hiểu ý, lại đoàn kết với nhau. Anh Phan Lâm Tuấn cũng là niềm tự hào của gia đình ông Phan Thành Trúc và bà Đặng Thị Lâm, ngụ tại xã Long Định, huyện Cần Đước. Hiện nay, anh Tuấn đang có việc làm ổn định và tiếp tục học lấy văn bằng 2, ngành luật của Đại học Cần Thơ. Là một trong những gia đình văn hóa của huyện, gia đình ông Trúc và bà Lâm luôn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Trong mấy cuộc sống gia đình để dạy con cháu thì đó, ba thì thấy ông nội bà nội học theo ông cố bà cố. Giờ cái đời của ba thì học theo ba với ông nội bà nội, gì ba dạy con cũng theo cái truyền thống dân tộc của mình là biết tôn sư trọng đạo, biết kẻ trên người dưới, ăn ở hiền hòa, hòa nhã với xóm làng. Sống và làm việc theo pháp luật, đừng vi phạm pháp luật, đó là một công dân tốt. Những cái chương trình về của địa phương mình đều có ủng hộ hết. Ngoài xây dựng gia đình hạnh phúc, trong phát triển kinh tế, cơ sở may gia công túi xách của gia đình ông Trúc và bà Lâm đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 40 lao động địa phương. Trải qua bao biến đổi của thời gian, gia đình vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là động lực để các thế hệ phát huy năng lực của mình, đóng góp vào sự phát triển của toàn xã hội. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Để ứng phó với mùa mưa năm 2024, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người dân khi trời mưa để phòng tránh ngập nước và các sự cố xảy ra ở các cửa xả, cửa thu nước, miệng thu nước thiếu lưới an toàn. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật, Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Thủ Đức, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ tăng cường kiểm tra tình trạng các hầm ga bị mất nắp, bể và bít lỗ thu nước đất trong máng thu nước và đất lề dọc bó dĩa hai bên đường thường xuyên tồn tại nhiều đất mặt đường bị quằn lún dẫn đến nước mưa không thể về cửa thu nước mặt đường hoặc nhanh lắng đất tại máng và cửa thu gây trũng nước mặt đường, không đảm bảo an toàn giao thông, có biện pháp sửa chữa và nạo vét kịp thời. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, người dân chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNEID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Quy định này mang đến nhiều thuận lợi, không chỉ phía cơ quan quản lý hành chính nhà nước, mà cả cho người lao động khi có nhu cầu giải quyết bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới. Được biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An và các chi nhánh đã tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, đã có khoảng 99% người lao động nộp hồ sơ trực tuyến thông qua cổng trực tuyến này. Người lao động thất nghiệp không cần phải đến xếp hàng lấy số để chờ được nộp hồ sơ như trước đây. Và từ ngày 1 tháng 7 2024, triển khai yêu cầu của chính phủ, người dân chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNEID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Qua đây, người lao động sẽ càng thuận tiện hơn khi làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp, nhất là không còn khó khăn trong quản lý thông tin cá nhân, khi phải nhớ nhiều tài khoản giao dịch và mật khẩu được cấp bởi các bộ ngành địa phương khác nhau. Sẽ thuận lợi hơn là người dân chỉ có cái khi mình đi đâu thì mình có cái điện thoại và mình sử dụng cái app VNEID đó thì mình sẽ thực hiện các cái thủ tục hành chính không phải là riêng về bảo hiểm thất nghiệp không. Nhằm tạo điều kiện tối đa cho người lao động thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An cũng đã tăng cường tư vấn, hướng dẫn cho người lao động có nhu cầu nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, góp phần bảo đảm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người lao động. Thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt là biện pháp giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh cho người nhà và người bệnh, đồng thời giúp các cơ sở y tế thuận lợi hơn trong việc quản lý thông tin bệnh nhân và nguồn thu viện phí. Từ năm 2023 đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh đã áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua nhiều hình thức như thanh toán qua thẻ ATM, thẻ tín dụng, quét mã QR, chuyển khoản qua ví VNPT và các ngân hàng thương mại. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng số tiền khách hàng thanh toán là hơn 476 tỷ đồng, trong đó số tiền khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt là trên 21 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 4,6%. Ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân để mạnh ứng dụng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, qua đó góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số trong ngành nói riêng và của tỉnh nói chung. Rượu là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của 2,6 triệu người, tương đương 5% tổng số ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Đây là con số đáng báo động vừa được Tổ chức Y tế Thế giới công bố. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, nguyên nhân chính của các ca tử vong do rượu thường liên quan tới những trường hợp như lái xe khi say rượu, bạo lực cùng nhiều chứng bệnh và rối loạn do lạm dụng rượu. Thống kê năm 2019 cho thấy gần 3/4 số ca tử vong do rượu là nam giới và nhóm có độ tuổi tử vong cao nhất là từ 20 đến 39 tuổi. Báo cáo cũng nhấn mạnh, rượu có thể gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như liên quan tới tim mạch, gan, ung thư. Lạm dụng rượu cũng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm như lao, HIVS và viêm phổi. Khu vực châu Âu có mức tiêu thụ rượu bình quân đầu người hàng năm cao nhất với 9,2 lít, tiếp theo là châu Mỹ với 7,5 lít. Mức tiêu thụ thấp nhất là ở các quốc gia có nhiều người Hồi giáo, ở Bắc Phi, Trung Đông và châu Á. Theo số liệu do Hiệp hội các cửa hàng bách hóa Nhật Bản vừa công bố, doanh thu hàng miễn thuế trong tháng 5 tại các cửa hàng bách hóa của nước này đã tăng khoảng 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lên 71,8 tỷ yên, tương đương 449 triệu đô la Mỹ, lập kỷ lục mới trong tháng thứ 3 liên tiếp. Tổng doanh thu nói chung của 177 cửa hàng do 71 công ty điều hành đã tăng 14,4% so với một năm trước, lên 2,94 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 27 liên tiếp nhờ số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản ngày càng tăng và xu hướng mua các mặt hàng xa xỉ cũng tăng theo. Đại diện của Hiệp hội nhận định các cửa hàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ du khách nước ngoài trong thời gian tới, đồng thời lưu ý rằng xu hướng mua sắm mạnh của du khách Trung Quốc đã thúc đẩy doanh thu bán hàng và chi tiêu trung bình của mỗi người tiêu dùng trong tháng 5. Lượng du khách tăng lên đã giúp tổng doanh thu tại 10 thành phố lớn ở Nhật Bản tăng 19,4%, với Kyoto, Osaka và Fukuoka ghi nhận mức tăng hơn 20%. Đáng chú ý, tác phẩm nghệ thuật cao cấp, đồ trang sức và kim loại quý có doanh thu tăng gần 37%. Tình trạng biến đổi khí hậu và gia tăng dân số đang làm trầm trọng thêm nạn đói trên khắp vùng cận Sahara của châu Phi. Trước thực trạng này, mới đây một tổ chức phi chính phủ ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã triển khai ý tưởng nuôi côn trùng làm thức ăn giàu dinh dưỡng cho các trẻ em nghèo nơi đây. Những món ăn được chế biến từ ấu trùng cây cọ này đã dần phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của các em nhỏ tại một trại trẻ mồ côi ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là một phần trong sáng kiến biến côn trùng thành nguồn thực phẩm cung cấp protein cho những trẻ em nghèo khó tại châu Phi do tổ chức phi chính phủ Farms for Orphans thực hiện. Bà François Lucas, nhà sáng lập Farms for Orphans cho biết, "Bạn biết đấy, không phải ai cũng có thể tiếp cận được với các sản phẩm từ thịt. Vì vậy chúng tôi phải tìm ra nguồn protein thay thế. Đó là nguồn cung protein bền vững từ côn trùng, bởi vì khoa học đã chứng minh hàm lượng protein từ côn trùng thậm chí còn cao hơn từ thịt. Do đó, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu và nuôi côn trùng làm thức ăn." Hiện tổ chức Farms for Orphans đã phân phối côn trùng làm thực phẩm cho các trại trẻ mồ côi tại những khu dân cư nghèo ở thủ đô Kinshasa. Tổ chức này hy vọng sẽ nâng cao sản lượng côn trùng lên 300 kg một tháng nhằm đáp ứng cả nhu cầu thương mại. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cảnh báo việc nuôi côn trùng quy mô thương mại có thể gây ra rủi ro về an toàn thực phẩm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.